Nó mới có cái câu là bởi khi lúc sống ở trên dương thế không biết kính Phật trọng tăng. Đấy. Sư mới chia sẻ cho mọi người là vì sao mà cái chùa La Uyên xã Minh Quang ấy, là sư về đấy là tức là một vị sư thứ 19. Đấy, nhưng mà cũng chưa chắc đậu đâu mọi người nha. Tuy rằng đã về tới 5-6 năm nay rồi, đi lại tới 5-6 năm nay rồi, nhưng mà chưa chắc đã đậu được. Bởi vì là cái chùa đấy nó chỉ do thầy cúng thôi, nó chỉ do một hai người thầy cúng. Đấy, tức là người ta cứ đi, người ta nói với dân là người ta nói xấu sư là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà sư bắt đầu là sư ra đấy thì tất cả các vị sư đã từng về cái chùa đấy rồi, các vị sư mới nói là thầy ơi, thầy đừng ra cái chùa ấy nữa, cái chùa ấy thầy cúng với họ coi sư nó như kiểu bèo vậy. Có nghĩa là thí dụ như có một cái đám lễ gì của các gia chủ ấy thì sư chỉ khoảng độ chậm khoảng độ 7 phút hay là 10 phút, tự nhiên là thầy cúng người ta ngồi người ta chễm chệ người ta cúng luôn, người ta cúng xong bắt đầu là người ta mới giáo hóa cho gia chủ là đấy, chỉ có chúng tôi là thầy cúng thì chúng tôi mới gắn bó với mọi người, với người dân như vậy. Chứ sư bây giờ ấy, người ta còn mải, người ta đi lễ rồi người ta nhận những cái đám nhiều tiền người ta đi cơ. Tức là người ta cứ gieo vào trong đầu óc của những người dân rồi những người Phật tử như vậy. Thì đến khi thì mấy người người ta mới nói với sư như thế thì sư cũng chưa tin hẳn. Đến khi mà bắt đầu mà về đó thì bắt đầu là từ từ thì đúng là nó cũng như kiểu là bắt đầu thì từ từ nó bắt đầu hiện ra nguyên hình mọi người nhá. Thì hôm đó cũng có cái đám tuần một còn coi như là sơ suất cũng khoảng độ mấy phút, bắt đầu cũng chễm chệ đâu vào đấy là ba người gì đó là cũng bắt đầu là cũng nên rồng rắn nên là ngồi đan hết ra đó rồi. Thế là sư thì sư cũng nhịn nhục được, thế là sư cũng bình thường sư cũng nên sư bảo là thầy thì chậm có 5-10 phút thì đáng cái gì, người ta còn chậm 20-30 phút cơ. Rồi có thậm chí nó nhỡ nhàng công việc có khi chậm hàng tiếng cũng có chứ không phải là không. Thì mới có 10 phút thì làm gì mà đến nỗi là muộn quá mà các cụ lại phải lễ trước. Đấy, là sư gặp một cái trường hợp như vậy là đầu tiên là bắt đầu là tin là các vị nói. Xong rồi là sư mới chia sẻ cho mọi người là lúc bấy giờ là cái ông thầy cúng ông ấy dẫn với mấy người Phật tử vào trong chùa Mễ, bắt đầu là ông cũng mời gọi, ông cũng thỉnh chùa chúng con thì cũng thầy nọ thầy kia về rồi, rồi cũng không có cái nhân duyên, rồi bây giờ cái thầy đó rồi thầy cũng xây dựng dở dang rồi thầy bỏ, rồi bây giờ là một năm rưỡi này là thầy không đi lại thầy đếm xuể gì nữa, coi như là cứ kệ đạo tràng vân vân là cái gì thầy cũng coi như hầu như là thầy bỏ. Thì bây giờ dân thôn cũng còn tha thiết là yêu cầu là thỉnh thầy, thầy gần gũi đây thì thầy đi lại thì nó thuận tiện, có 3 cây số thôi thì nó thuận tiện, chứ cái thầy ở dưới kia là cách đây là 45 cây thì khi có cái đám ma hay là có cái đám lễ gì thầy cứ yêu cầu là phải có xe ô tô đón thì thầy mới lên, mà không có xe là thầy không lên thì nó cũng ngãng trở. Đây là cái ông thầy cúng là ông ấy vào chùa Mễ là ông dẫn mấy người và ông nói như vậy mà đến khi mà sư mới chia sẻ ta bắt đầu là khi mà người ta mới thấy là thầy là quyết tâm, tức là cái gì thầy cũng nhịn nhục, cái gì thầy cũng theo, nhịn nhục theo hết, bắt đầu là người ta mới thấy là thầy quyết tâm rồi. Người ta mới lo sợ ở trong đầu óc người ta. Người ta mới lo sợ ở trong đầu óc người ta, người ta mới nói là hôm mới gần Tết. Thì người ta mới nói là hôm mới khoảng độ tháng 10. Thì người ta mới nói là thầy ơi, con bạch thầy là bây giờ ở ngoài đây thì nó cứ có những cái điều tiếng xì xào như nọ như kia ấy. Thì con bạch thầy là thầy nghỉ đi mấy tháng.
Xong rồi là đến hết cái tháng riêng, chúng con sắp xếp những lễ bái cho họ nó êm đẹp, xong chúng con lại đón thầy ra. Đấy, bắt đầu họ dở cái bài đó mà. Thế là thầy mới nói là ô việc cái gì à, ông ơi, bây giờ thế gian này thì bách nhân bách khẩu, họ nói sau lưng thì kệ họ thôi, chứ còn đâu đâu bây giờ thì có phải là cái chùa nó giàu có hay như nọ như kia đâu. Rồi cũng thầy về thì cũng là sư thứ 19, thì hôm đó thì các Phật tử đông ngồi học thì đã bắt đầu. Thầy mới bảo là bây giờ các cụ ơi, các cụ mới tính cho thầy xem là thầy về đây là vị sư thứ bao nhiêu chính xác vào, để thầy còn viết lên cái vở kịch. Thế là bắt đầu có cái bà đứng lên, bà cứ tính là người này mấy ngày cũng có này, rồi người kia một vài tuần cũng có này, người kia mấy tháng, người kia mấy năm này. Bà tính là thầy là người thứ 19 đó. Thì sau đó là thầy mới viết cái vở kịch cái vở kịch Mù Quáng đấy, thì mọi người xem thì mới biết được đấy. Cái vở Mù Quáng có nghĩa là một cái bà ấy dâng cái 100.000 lên ban, xong rồi là bà ấy lại đổi cho người khác lấy đấy. Nhưng mà chính cái bà đó là bà ấy gian, là bà ấy thì như vậy thôi. Thì sau đó thì người ta mới nói là thầy là người thứ 19 đấy. Vậy thì sư Mia nói chuyện tiếp cho mọi người là bắt đầu là thầy quyết tâm, tức là cái gì thầy cũng chịu được, nhịn nhục hết tầm đấy. Sau đó là bắt đầu là người ta mới thấy là quyết tâm, thì người ta bảo là thầy nghỉ đi mấy tháng rồi, đến tháng riêng chúng con xu xếp là thầy lại ra. Bảo không, thầy bảo không vậy được, trời ơi bây giờ thầy không ra nữa thì tự nhiên là người ta bảo là sao tự nhiên lại mấy tháng nay này thầy lại bỏ thầy không ra nữa, thì nó cũng dở không được, thôi thầy cứ bình thường cứ vậy. Thế là bắt đầu là người ta vì thuyết phục không được, bắt đầu là cuối cùng người ta mới trở lại mặt. Hôm đó thì thầy mới nhớ là mười rằm bắt đầu là chính cái ông thầy cúng mà ông ấy vào, ông ấy mời đấy, ông ấy mời thầy đấy, mời tha thiết là dân thôn cũng còn yêu cầu, chính cái ông ấy bảo. Đến khi mười rằm về thì lễ xong là bắt đầu ra xe chạy ra, thầy ông với bạn đến tuần mùng một sau thầy đừng có mà ra đây nữa nha, thầy ra đây nữa là không ổn với dân thôn chúng tôi đâu, coi như là trở mặt luôn. Nói hẳn hoi thầy cố tình thế ra trở mặt luôn. Thế là thầy mới chia sẻ cho mọi người là cái chú lái xe, chú ấy đi đường, chú bảo thôi bỏ đi thầy ơi, thôi bỏ đi, những cái người này người ta đã vào người ta thịt mà người ta còn ná mặt ná trái như thế này thì thôi thầy bỏ đi. Thầy bảo không, tuần mùng một này ấy, chú không chở tôi thì tôi bắt taxi tôi ra. Xong còn đe, họ còn đe là đánh nọ đánh kia, tôi bắt taxi tôi ra. Ôi trời ơi, đã là một cái thân nhà chùa rồi, chết sợ cái gì nữa, còn cái gì đâu mà sợ. Thế là mùng một thì thầy cũng cứ ra bình thường. Ra bình thường thì cũng cứ từ đấy đến giờ, cũng đến tới 5-6 năm nay rồi mọi người ơi. 5-6 năm nay người ta cũng cứ âm thầm người ta các kiểu vân 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 vân. Mà sư mới chia sẻ cho mọi người ấy, nhà trù chùa thì có tranh cơm cướp lộc gì của người ta đâu. Người dân thì người ta mời ai thì mời, chứ còn tự do mà hành nghề cứ ai ăn cướp ai tranh. Mà tức là người ta chỉ có sợ là mình hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, là có một ngày là gạt người ta ra, người ta chỉ có đầu óc, người ta chỉ có cái âm thầm như vậy thôi. Sư mới chia sẻ cho mọi người thì ví dụ như là một người chết đi thì cái người thầy cúng mới là từ khi chết và đến khi lễ 49 ngày ấy, là cái người thầy cúng là người ta lễ được 8 lần cho gia chủ.
Nhưng mà đối với nhà chùa thì mọi người biết rồi, cũng chỉ có 3 lần thôi. Tức là lần đầu tiên là vào nhập niệm, vào nĩ niệm cho cái vong này. Lần thứ hai là cùng 1 này. Lần thứ ba là 49, đúng không mọi người? Được 3 lần. Còn kia của người ta là 8 lần cơ. 8 lần thì khi bắt đầu chết thì người ta nễ trần này, nhờ cái ông thầy cúng nễ trần này, rồi đi nhận phần đất ở ngoài mộ này. Rồi khi mà vừa mới niệm xong đám ma thì bày ra cúng cơm luôn. Trời ơi mọi người ơi, chưa từng thấy ở đâu lại như vậy. Có nghĩa là vừa mới niệm xong, tất cả các khách mời vân 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 vân, dân thôn rồi mọi người để chờ đợi, để phúng viếng, để về cho nó sớm, đúng không mọi người? Thì niệm xong rồi thì lại bày ra cúng cơm, thầy cúng lại bày ra cúng cơm. Trời ơi bây giờ phải phương tiện đi, phải nó một có cái gì nó văn minh một tí. Trời ơi, như này thì nó rất khổ cho người dân đó. Nó lại khác vậy, thầy cúng lại cúng rồi 3 ngày thì cũng lại cúng tiếp, đúng không mọi người? 3 ngày lại cúng tiếp. Rồi đến những cái gì, tức là các Phật tử người ta tính đó là khi bắt đầu chết cho đến 49 là thầy cũng đã được 8 lần cúng đó. Rồi người ta cứ luôn luôn người ta không muốn có sư vẻ. Đến bây giờ thì một ông thầy cúng thì để ngang nhiên nhận, tức là khi cái đình nó cũng cạnh cái chùa mà mọi người, cái đình nó cạnh cái chùa, thì khi mà bắt đầu thầy ra đấy thì thầy cũng bảo là bây giờ đừng có mà rào rộng ngăn sân nhá, cứ chung nhau đình với chùa, đi chung nhau như thế rồi là dân lễ ở đình ở chùa được quây quần là một, cho nó vui, nó vào một mối. Chứ nếu mà chia cắt ra và xây thành xây rào mà như ở trong chùa Mễ là thầy cũng không thích, thầy cũng không nhận đấy. Đầu tiên thì như vậy, nhưng mà bây giờ thì hỏi này, cái ông thầy cúng ông lại nhận một, ông nhận cái đình đó mà lại nhận thêm cái mẫu, cái phủ mẫu ở chùa đó. Nhận cái phủ mẫu nó về việc của các ông ấy, các ông ấy tay hòm chìa khóa, các ông ấy giữ 2 cái đó. Bây giờ này chùa nó sao bây giờ có mỗi cái chùa không, thì mọi người sẽ xem cả nước Việt Nam này, xem có bao giờ mà lại cái phủ mẫu này giao cho thầy cúng như vậy không. Mọi người xem cả đất nước Việt Nam này, cái đình thì công nhận là có những cái người trong đình hoặc cái thủ từ đình nhà chùa mà không kiêm nhiệm được, mà không trông được thì thôi thì giao cho người dân hay là thủ từ vân vân, thì cái đình thì được. Nhưng mà cái mẫu, cái phủ mẫu là nó nằm ở trong cái khu vực tâm linh của chùa đấy. Chùa thì bây giờ thì chỉ có ở trong miền Nam ấy, là các vị không thờ mẫu thôi, chứ còn chùa miền Bắc thì hầu như là 100% là thờ mẫu hết. Thì cái ngôi phủ mẫu thì nó gắn liền với cái chùa thôi. Rồi bây giờ ngang nhiên nhận cái đình với cái chùa, cái đình với cái phủ mẫu. Thế là sư mới điện ra, sư mới nói là ông ơi, bây giờ thì thầy cũng nói thiệt với ông ấy là ông nhận cái đình, ông cai quản cái đình, tay hòm chìa khóa vân vân thì thầy không nói, thì kệ các ông thôi. Nhưng mà riêng cái phủ mẫu mà các ông nhận vào như vậy là các ông kim cả cái phủ mẫu là không được đâu, không được. Rồi còn người nọ người kia người ta hiểu, người ta biết, người ta moi móc chòi chọc rồi nó lại mang tiếng, rồi tự nhiên là nó thêm nắm rụy ra. Ông ấy bảo sư thế này chứ, thầy có ở được thì ở, thầy không ở được thì thầy về đi. Đấy, thì thầy với sư mới chia sẻ cho mọi người là tự nhiên ông ấy nói như vậy. Tức là ông ấy làm sao mà ông thích đuổi sư được. Thì đến rằm này mà sư ra sư lễ thì sư cũng phải nói cho các Phật tử biết. Ông thích đuổi à? Đổi làm sao được sư? Khi nào mà sư không thích ở nữa thì sư đi, hay là sư nhường quyền cho người nọ người kia, chứ còn ông làm sao mà ông thích đổi được. Thì sư mới chia sẻ cho mọi người tất nhiên ý là sư cũng đã nghĩ rồi. Trời ơi, không phải là mình đói mình thèm cái trăm ngàn làm cái gì, không phải là mình đói mình thèm cái việc đấy. Không nói là không thể được mọi người.
không thể như vậy được. Phải nói cho nó đúng. Thì hôm nay thì không thể.